Đến năm 2005, Linh Mục Philip V. Trần Tấn Bình ở Tây Ninh đến thăm nhà thờ và ngỏ ý muốn tặng một pho tượng Thánh Jeanne d'Arc. Pho tượng nữ Thánh Jeanne d'Arc mới này mặc áo giáp, một tay cầm cờ, một tay cầm gươm. Linh Mục Hơn đã quyết định đặt pho tượng mới ở cung thánh và đưa pho tượng cũ về đặt tại nhà sứ. Về tổng thể, nhà thờ phong cách kiến trúc Gothic, tọa lạc trong một khu công viên. Mặt đứng chính nổi bật với phần tháp chuông phía trước, phía sau là dãy nhà làm lễ kéo dài, sảnh chính có dạng hình giật cấp, những đường kẻ chỉ, mảng cột màu vàng đậm được tôn lên trên mặt tường đá đen tạo nên một sự mạnh mẽ, vững chắc. Ngoài ra, ở hai bên tháp chuông chính còn có hai tháp phụ thấp và nhỏ hơn, phần phía trên của các tháp có những dãy lam gió theo hình chữ nhật đứng, tạo nên một độ rỗng cần thiết cho bề mặt công trình. Trên đỉnh của những tháp này là ba mái chóp cong màu xanh nổi bật trên toàn bộ một gam màu vàng bên dưới. Mặt bên nhà thờ kéo dài, được phân chia theo từng nhịp cột, các cửa sổ cuốn vòm, các đường chỉ đơn giản. Phần trên cùng của bề mặt tường được kết thúc bằng những gờ chỉ, dãy lan can đỉnh chạy dọc, mái dốc chính bên trên lùi sâu vào trong. Ngay sát phía dưới mái là một dãy cửa sổ vòm cuốn đôi. Gần cuối dãy nhà là một khối và đầu hồi mái đưa ra, do mặt bằng bố trí theo hình thánh giá. Phần đỉnh của thánh giá ở sau cùng là vị trí cung thánh, các phòng phụ trợ. Nội thất sử dụng một gam vàng nhạt, màu sắc hài hòa giữa những chi tiết, hoa văn trang trí, tạo ra một độ sáng và thoáng cho công trình. Cung thánh được đặt ở vị trí cuối của không gian chính, trên một bục cao trên cùng là bàn lễ, bàn thờ Chúa, hai bên có tượng Đức Mẹ Maria và Thánh Jesus trên hai chiếc cột. Nội thất sử dụng một gam vàng nhạt, màu sắc hài hòa giữa những chi tiết, hoa văn trang trí, tạo ra một độ sáng và thoáng cho công trình. Vào năm 2012, nhà thờ được sơn lại bên trong và có thêm 6 chiếc màn hình TV để phục vụ cho việc thánh lễ cùng với tượng thánh tâm Chúa Giêsu cao lớn nơi cung thánh, thể hiện đầy lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa bởi Ngài là tình yêu. Phần lớn mọi người đến đây bằng xe máy, mục đích thuận tiện hơn cho việc di chuyển. Ngoài ra bạn có thể đến đây bằng xe buýt. Nơi đây là một địa điểm thú vị mà bất cứ ai đến với Hồ Chí Minh cũng muốn một lần đặt chân đến và khám phá. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!